sẽ có 3 hộp ạ. 3 hộp thôi á? Dạ vâng. Và giá thì sẽ được đấu giá. Dạ, giá khởi điểm sẽ là 100 triệu. Ồ thôi, thế thôi mình không tham gia cuộc đấu giá này đâu. Dạ vâng. 337 triệu cho chai này. 805 triệu dạ vâng. Cho 8 chai này. Dạ vâng. Dạ, đây là bộ Vima Collection của năm 2020. Dạ, có giá là tầm 700 triệu. Cứ toàn tiền trăm vào đây, cứ thấy toàn tiền trăm. Dạ, ở Việt Nam sẽ có 3 chai ạ. Có 3 chai? Vâng, và đều đã sold out. Các bạn thử đoán xem là chai này bao nhiêu tiền. Chai này có đến 1 tỷ không em? Dạ, gần đúng rồi anh. Giá chính xác là... Cheers. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới tất cả quý vị khán giả của Nhà To. Ngày hôm nay thì là một trong những cái ngày đầu tiên của năm mới 2022 và Hoàng Đức đang có mặt ở trên tầng rooftop của một cái whisky boutique. Có thể gọi đây là một trong những địa điểm yêu thích nhất của Hoàng Đức để thưởng thức whisky mỗi lần mà tôi đặt chân tới Sài Gòn. Tuy nhiên thì trong ngày đầu xuân năm mới như thế này thì Hoàng Đức sẽ muốn dẫn quý vị chúng ta sẽ cùng đi khám phá những điểm thú vị và hấp dẫn hơn nữa ở tại vị trí này. Tôi tin chắc là những thông tin, những hình ảnh có trong ngày hôm nay sẽ là những điều mà khiến rất nhiều quý vị bất ngờ. Có một nơi như thế này ở ngay tại Việt Nam, ngay giữa trung tâm quận nhất của Sài Gòn. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo chân Hoàng Đức và đi khám phá cái vị trí này nhé. Còn bạn nữ ngồi cạnh tôi đây thì chắc là bạn ấy ngại lên hình nên là thôi em enjoy nhá, anh sẽ dẫn quý vị khán giả đi khám phá một chút. Cái chỗ này thì nó rộng đâu đó khoảng tầm 40m² thôi và sức chứa chỗ này chắc là được khoảng tầm 35 đến 40 khách là hết. Ngoài ra thì buổi tối ở đây sẽ có thêm cả cái không gian để chơi nhạc rồi sử dụng với whisky, có một quầy bar ở phía sau kia để có thể pha chế cả những cái loại cocktail rất là thú vị nữa. Và điểm đặc biệt mà tôi yêu thích ở đây thì có lẽ là cái phần không gian ở bên tay trái, toàn bộ là có cái hệ thống cửa kính và chúng ta có thể view ra một cái tầm view Sài Gòn rất là thơ mộng. Buổi tối thì xung quanh những cái tòa nhà ở bên này nó sẽ sáng đèn lên thì nó sẽ mang những cái màu sắc khác và thú vị hơn. Đấy, còn không gian phía sau này là một cái không gian kính. Tuy nhiên thì những cái điểm thú vị hơn nó lại nằm ở phía dưới, chúng ta sẽ cùng đi khám phá thêm. Đây, xin mời các bạn. Đây, đây là ở không gian tầng 3. Thì ở đây thì có tới 4 cái phòng riêng, private room. Đây, tôi sẽ dẫn quý vị và các bạn vào thử một phòng nhé. Đây. Và cái chỗ này thì thường thi thoảng sẽ dùng trong những cái bữa tiệc mà muốn có những sự riêng tư với đối tác, với bạn bè của mình. Không gian ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy này, mỗi một phòng sẽ được phối theo một cái tông màu khác nhau một chút, nhưng mà tông chính thì vẫn là những cái tông màu nâu và màu xanh để toát lên sự sang trọng cho những người khi mà sử dụng không gian ở đây. Đấy, ở phòng này thì sẽ riêng tư hơn là ở trên rooftop ở trên tầng 4 kia. Tuy nhiên thì cũng không có nhiều phòng như thế này ở đây. Rồi, điểm thú vị nó vẫn chưa phải là nằm ở những tầng này. Đây, chúng ta sẽ lại đi xuống tiếp nhá. Ở đây thì tôi muốn đi thử cái không gian đi bộ. Đây, cầu thang bộ ở đây. Chúng ta sẽ có một cái góc như thế này. Xin mời các bạn. Đây. Thiết kế ở đây thì cũng rất là thú vị. Đây, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng xuống đây. Đây, cảm ơn em. Đây, chỗ này thì cũng là một cái không gian quầy bar. Đấy, ở tầng 2. Và ở đây thì là chỗ để có thể ngồi thưởng thức whisky và cocktail quanh quanh ở đây. Cái không gian này thì cũng nhỏ xinh và ấm cúng. Chúng ta sẽ đi xuống dưới cái không gian tầng 1. Dưới tầng 1 mới là điểm thú vị chính mà hôm nay Hoàng Đức muốn giới thiệu tới cho quý vị và các bạn.
Đây các bạn, đây mới là không gian chính mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị và các bạn. Đây thôi, nhờ Mỹ đi. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là bạn Mỹ. Em là nhân viên bán hàng của Whiskey Boutique này. Đấy. Anh thì quá quen thuộc với chỗ này rồi, nhưng mà thôi hôm nay nhờ Mỹ dẫn anh cũng như quý vị khán giả đi tham quan một vòng cái Walker Whiskey Boutique của mình. Để sẽ cùng giới thiệu tới cho quý vị khán giả những cái điểm gì thú vị và đặc biệt nhất. Dạ, hay là mình đến với Blend Scotch trước và sau đó mình sang Blend trước, xong rồi sau đấy, có nghĩa là cái sự đặc biệt là mình cứ để dần về cuối hết nhá. Dạ vâng. Ok, Blend trước đi. Dạ, em mời anh ạ. Yeah. Đây, lúc nãy giờ thì tôi đang đi từ trên xuống dưới. Nhưng mà nếu mà đúng ra với cái trải nghiệm của một khách hàng thì sẽ là đi từ cái cánh cửa đây. Đấy, và chúng ta sẽ bước vào. Thì vào trong này thì các bạn sẽ nhìn thấy một không gian, một boutique về toàn là whisky. Rất là thú vị và hấp dẫn. Ở ngay bên tay phải, chỗ mà bạn Mỹ đang đứng là cái khu vực của blended whisky nhỉ, Mỹ nhỉ? Dạ vâng, bên em á sẽ là whisky boutique duy nhất hiện tại ở Việt Nam, hệt như ở bên Scotland mà. Dạ. Yeah. Có nghĩa là đây là cái whisky boutique duy nhất đến thời điểm hiện tại ở Việt Nam mà có đầy đủ các cái tiêu chuẩn giống như là ở Scotland. Dạ vâng ạ. Dạ. Yeah. Và một điểm đặc biệt nữa mà Mỹ chưa nói đấy là tôi thường xuyên phải ghé đến đây là bởi vì ở đây thì có những cái chai whisky độc nhất mà cả thị trường Việt Nam chỉ có một mình ở đây có. Dạ, đấy, hôm nay thì nói về thương hiệu Johnny Walker Blended của Diageo thì đã quá là quen thuộc rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà anh muốn là Mỹ giới thiệu một vài những cái chai mà nó không quen thuộc lắm đi. Vì đây đa phần của mình là toàn là hàng hiếm mà nhỉ? Dạ, trước tiên thì em giới thiệu chai Bicentenary Blend. Đây là chai 28 năm tuổi ạ. Và đây là chai được ra mắt để kỷ niệm 200 năm thành lập của nhà Johnny Walker. Yeah. Dạ vâng. Ngoài ra thì tụi em còn có bộ Private Collection, sẽ có 3 chai 2016, 2017 và 2018. Thì hiện tại 2016, 2017 thì tụi em đã bán chạy hết hàng luôn rồi. Thì hiện tại chỉ còn chai 2018. Thì chai này có tầm giá là 27 triệu rồi. 27 triệu một chai đúng không? Dạ vâng. Yeah. Ngoài ra thì đây là chai Johnny Walk The John, thì có tầm giá là 75 triệu. Chai The John này thì cũng từng lên nhà to rồi. Dạ vâng. Ừ, chai này lạ này. Đây. Dạ vâng. Chai này đi, Mỹ giới thiệu. Đây là chai King George The Fifth. Thì đây là bản năm 2022. Thì bên cạnh đó Diageo họ cũng ra mắt cái hộp sơn mài. Quan trọng là cái hộp sơn mài nó khác đúng không? Dạ vâng, đây là hộp sơn mài được thực hiện bởi Hanoi. Dạ. Thì đây là phiên bản limited edition. Limited này là có bao nhiêu hộp như thế này, Mỹ chia sẻ đi, là vì anh cũng không có cái hộp này. Hiện tại thì bên em sẽ có 3 hộp ạ. 3 hộp thôi á? Dạ vâng. Và giá thì sẽ được đấu giá. Giá khởi điểm sẽ là 100 triệu. Ồ thôi, thế thôi mình không tham gia cái cuộc đấu giá này đâu. Dạ vâng. Đi, anh em mình sẽ dẫn mọi người đi xem một chút nữa. Bên kia thì bên này đi nữa, dạ vâng. Bên này nữa đi. Thì đây là đây là Blue Label, nhưng mà sẽ có những cái chai in đặc biệt riêng ạ. Thầy có những cái bộ sưu tập cho các golfer này. Ở đây thì có các cái bộ cho năm của năm con trâu hay con chuột. Khách hàng có thể yêu cầu in tên hoặc là tên công ty, tên ngày tháng gì thì bên em sẽ khắc lên ạ. Thì mình có thể lưu giữ để làm kỷ niệm. Ví dụ như cái bản này là bản đám cưới, là mở trong lễ cưới rồi đấy đúng không? Kỷ niệm ngày cưới bao nhiêu đấy. Nói chung là nhiều điều thú vị. Còn cái gì nữa? Mỹ muốn dẫn anh đi đến đâu? Dạ hay là mình sang với single malt nha anh. Ok. Dạ vâng. Bên em những chai mạch nha đơn cốc single malt thì đều được nhập khẩu trực tiếp từ Scotland. Và nổi tiếng, nổi bật nhất thì sẽ có Singleton và Mortlach. Đều là những nhà chân cất đến từ vùng Speyside. Bên cạnh đó thì sẽ có Cairnmore, Cahoo thì sẽ đến từ vùng Highland. Thực ra trong những cái năm gần đây ấy, thì anh thấy là Mortlach và Singleton thì khá là được sự ưa chuộng của những cái người yêu thích whisky ở Việt Nam. Đặc biệt là Mortlach thì trong khoảng độ khoảng tầm 3 năm đổ lại đây thì rất là được ưa chuộng. Bản thân anh thì đấy, cái như cái chai Mortlach 47 này anh cũng săn tìm rất là lâu rồi mà cũng không có tìm ra này. Anh có một chai 25 thôi chứ cũng chưa có cái chai 26 này.
Yeah. Đấy, cái chai Malac 47 này là mấy trăm em nhỉ? Dạ, yeah, sẽ có giá là 337 triệu ạ. 337 triệu cho chai này. Đấy. Yeah. Cái nhà chưng cất này thì họ nổi tiếng về quy trình chưng cất 281, dạ một quy trình chưng cất chính xác. Và Malac thì được mệnh danh là mảnh thú của vùng đất Thang. Của vùng đất Thang. Cái này thì cũng đã có một số anh cũng đã chia sẻ ở trên nhà to rồi. Dạ. Đấy. Tuy nhiên hôm nay lại tiếp tục săn lùng những chai whisky quý hiếm. Đấy, thì chai Malac 47 là một trong những cái chai mà rất là thú vị. Cái chai Singleton 25 cũng là anh nghĩ cũng là một trong những cái chai khá là thú vị. Dạ vâng, chai này có tầm giá 11 triệu anh. Thì bên em bán rất chạy với chai này để khách mua ta mua, người ta tặng quà Tết rất là nhiều. Là vì trong cái khoảng tầm giá đấy thì Singleton nó vẫn là một cái một trong những cái sự lựa chọn thú vị. Dạ. Và đây là bộ sưu tập Prima and Ultima 2 được ra mắt vào năm 2021 thì sẽ có giá là 805 triệu. 805 triệu. Dạ vâng. Cho 8 chai này. Dạ vâng. Wow. 805 triệu. Nào để anh xem nào. Rồi trong đó sẽ có những chai đặc biệt. Singleton, Lagavulin, Brora. Wow. Wow. Đây là chai chai Brora 1980. Là đến bây giờ là 40 năm rồi, hơn 40 năm. Wow, cái bộ sưu tập này thì có bán lẻ từng chai không em? Vì chai này nếu mà bán lẻ thì chắc là nó sẽ vào được trong bộ sưu tập. Dạ, dạ đây là chai Brora thì sẽ có giá là 270 triệu. 270 triệu cho chai này. Brora là một trong những cái dòng whisky rất là nổi tiếng. Nhưng mà bây giờ là cũng không còn nữa. Dạ, không còn vì đã đóng cửa rồi ạ. Đấy, mắt mình nhìn chai nào là nó cũng ra chai đấy, ra chai hồn đấy. Chai nổi bật nhất luôn. Dạ, yeah, chai này hay này, chai này cũng ít người ở Việt Nam. Dạ vâng, chai này cũng sẽ không có bán lẻ luôn. Ồ, chai này không bán lẻ à? Dạ. 1974, chai này thì có giá bao nhiêu hả Mỹ? Dạ, giá là 128 triệu ạ. 128 triệu, nhưng không bán lẻ, có nghĩa là phải mua kèm cùng với cả bộ luôn. Wow. Hơn 800 triệu cho cái bộ này. Dạ, bên cạnh đó thì bên em còn có những nhà chưng cất như là Talisker, Kala và Lagavulin đều rất là phổ biến và nổi tiếng về cái hương vị khói mạnh mẽ đặc trưng. Anh thích uống Lagavulin. Dạ, Lagavulin. Chai Lagavulin 18 này anh có rất là nhiều. Dạ. Uống khá là thú vị. Dạ. Ai chả. Dạ. Đây, bên góc bên này thì toàn là những cái chai có thể gọi là quý hiếm cũng không còn nhiều nữa đâu đúng không em? Dạ vâng. Anh nghĩ là cái chai Singleton 43 này không có nhiều vì nó đâu đó chỉ có khoảng tầm hơn 600 chai ở trên toàn thế giới. Số lượng rất là giới hạn và chai này có giá là 160 triệu. Toàn bộ. Đây đều là những chai mà prestige, những năm tuổi lâu đời của nhà Singleton. Thì đều có số lượng giới hạn, chẳng hạn như chai này thì cũng chỉ có 999 chai. 999 chai. Dạ và có giá là 120 triệu. Wow. Đây cũng là một collection nữa đúng không? Dạ, đây là bộ Prima Collection của năm 2020. Dạ, có giá là tầm 700 triệu. Cứ toàn tiền trăm vào đây, cứ thấy toàn tiền trăm. Cái chai Port Ellen 39 cũng là, anh nghĩ cũng là một trong những chai khá là đặc biệt và nổi tiếng. Ở đây thì có chai Talisker 43 và một chai Talisker 40. Cái này là chỉ có 1830 chai, trùng với năm thành lập luôn. Dạ. Wow. Cái chai này thì hiện có giá bao nhiêu? Dạ, chai này giá là 118 triệu. 118 triệu? Ừ. Hay đấy. Wow, không biết là quý vị và các bạn cảm thấy như thế nào. Đấy, thông thường thì một cái boutique về whisky sẽ giống như thế này. Đấy, các bạn thấy là như này đã đủ đặc biệt chưa? Không biết là ở đây thì có còn cái chai nào gọi là đắt tiền hơn nữa không hả em? Dạ, vâng, đây là chai đắt nhất cửa hàng em ạ. Đây à? Dạ. Wow, từ từ nhá, để anh xem nhá. Chai này là Singleton 54. Dạ. Anh thấy có cái số 141 ở đây, chắc là cái số lượng cái chai này là giới hạn bao nhiêu chai em? Dạ, giới hạn trên toàn thế giới thì sẽ chỉ có 235 chai. 235 chai? Dạ vâng. Wow. Và đây là chai được chưng cất năm 1966 anh. Hiện tại thì đây là chai cao tuổi nhất của nhà chưng cất Singleton. Em chia sẻ là đây là chai đắt tiền nhất ở boutique này đúng không? Các bạn hình dung xem lúc nãy đến giờ có mấy chai mà 300-400 triệu là có đủ hết rồi. Thì các bạn thử đoán xem là chai này bao nhiêu tiền. Tôi cũng chưa biết. Chai này có đến 1 tỷ không em? Dạ gần đúng rồi anh. Giá chính xác là 974 triệu. À thế là cũng chưa đến 1 tỷ đúng không? Dạ. 974 triệu. Dạ. Wow. Wow. Mình cứ đoán bừa thế mà sao nó cao thế nhỉ?
À, ở đây là cái gì hả em? Có phải là để khi mà uống xong thì mình đậy cái nút vào đây đúng không em? Dạ vâng đúng rồi ạ. Đây là cái nắp được làm bằng pha lê Baccarat luôn. Wow. Đến cái nắp cũng lại phải làm bằng pha lê. Bảo sao đắt thế nhỉ? Ở Việt Nam thì có bao nhiêu chai Singleton 54 này em? Dạ, ở Việt Nam sẽ có 3 chai ạ. Có 3 chai? Vâng, và đều đã sold out. Wow. Gần 1 tỷ đồng một chai rượu. Thế mà có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Wow, thật là không thể tưởng tượng nổi. À, những chai rượu tiền tỷ hôm nay đã xuất hiện ở trên nhà to. Còn cái điểm gì thú vị đặc biệt ở trong cái boutique của mình mà Mỹ muốn giới thiệu không? Đây là cũng là một chai rất là đặc biệt luôn hả? Đây là chai Ruby, Master Ruby Reserve. Master Ruby. Chai này là branded của John Walker đúng không? Đúng rồi, sẽ có năm tuổi là 40 năm rồi. Anh thấy cái chai này có cái màu ruby đỏ luôn đúng không? Cái này có vẻ là hợp với cái mệnh của anh. Không biết là cái chai này thì em còn bao nhiêu chai? Dạ, ở Việt Nam thì chỉ còn 5 chai thôi ạ. Còn 5 chai. Cái là chai này là vẫn còn mua được. Hiện tại là giá là bao nhiêu hả? Dạ, sẽ có giá là 517 triệu. 517 triệu. Ôi chà chà. Cũng phải suy nghĩ lại xem cái việc hợp mệnh nó có thực sự phù hợp không. Một bộ sưu tập như thế này thì có mức giá khoảng bao nhiêu? Dạ, giá là 69 triệu ạ. 69 triệu cho cả bộ thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Ok. Tôi nghĩ bộ này hợp với tôi hơn. Dạ. Em nhưng mà hộp này mà ví dụ bây giờ anh mà mua thì có cái package đóng gói như thế nào? Dạ, vâng. Hay là anh phải xách từng chai như này? Dạ, tụi em sẽ có một hai cái vali ạ. Thì mỗi vali sẽ đựng được 4 chai. Thì mình có 2 vali. Có thu phí vali của anh không? Dạ không ạ. Ok, thế cho anh lấy làm bill luôn cho anh bộ này đi để review luôn cái vali xem là như nào. Dạ. Em có sẵn gì hay là bê từ đây nào? Em mời anh xem bên đây có, tụi em có để vali bên đây ạ. Dạ ok. Đây, chúng ta sẽ trải nghiệm mua hàng đầu năm luôn. Dạ. Chai này thì đắt quá. Dạ, đây là vali của bộ 2020. À, của nó đây luôn à? Đấy, ok. Mỹ mang ra đây luôn đi. Đây, để đây cho anh. Yeah. Cho anh review cái luôn nào. Thế là trong một cái hộp như này là có bao nhiêu chai em? Dạ, sẽ có 4 chai nha. Sẽ 4 để được 4 chai. Sẽ để trong 2 vali. Wow. Thực sự là 8 chai là để trong 2 cái vali. Đây, toàn là một lách 21 này. Chai này là chai 30 năm. Wow, toàn 30, 20. 8 chai như thế này mà giá nó chỉ có 69 triệu lại được kèm thêm một cái hộp như thế này nữa thì thực sự là anh nghĩ là đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn thú vị để đem đi biếu tặng những cái món quà Tết đặc biệt. Đấy, thậm chí là nếu mà muốn hoành tráng hơn nữa thì mua những cái chai limited như kiểu kia. Ok, thì anh sẽ lấy cái set này nhá. Thế là của anh là có hai cái hai vali này. Vali giống như thế này đúng không? Dạ vâng. Wow, ok. Rồi luôn. Dạ và anh ơi, hiện tại thì bên em cũng có một chương trình bốc thăm đó anh. Thì khi có nghĩa là bốc thăm là như nào? Dạ, khi mà khách hàng mua với hóa đơn trên 8.686.000 thì sẽ được bốc thăm một lần ạ. Rút thăm ở đây hả? Dạ vâng, anh chọn một trong chính hộp ạ. Nhưng mà anh mua tận 8 chai cơ mà, thế anh có được rút 8 lần không? Mình rút một lần thôi nha anh. Và thêm một lần nữa thì mời anh quay phim thêm một đơn nữa ạ. Thế ạ. Anh chia view ra cho anh quay phim 4 chai, anh 4 chai thôi để được rút 2 lần và vẫn cùng một giá. thế là bây giờ anh được rút ở trong một trong 9 cái ngăn này. Dạ vâng. Và nó có phần thưởng là gì? Có là cái chai 1 tỷ này à? Dạ, gì? Phần thưởng cao nhất thì sẽ là tượng vàng. Là một cái tượng vàng kỷ niệm. Vâng. Wow. Là... Bây giờ cho anh rút một cái đi được không? Port Island đi, chính giữa đi. Có. Đây. Cho anh. Thế là phần thưởng là ở đâu? Mặt sau. Đây. Đây rồi. Các bạn đoán xem phần thưởng là gì? Xin chúc mừng. Phần thưởng là một bữa ăn tối với Mỹ. Thằng An. Đây. Đùa thôi. Phần thưởng là 2 ly một lách cao cấp. Ok, hay quá.
Ly cũng rất là đẹp. Đây là cái ly mà anh sẽ được nhận luôn đây đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ok, rất là hay. Cảm ơn Mỹ. Nhưng anh thích cái phần thưởng mà anh nghĩ ra kia hơn. Còn cái hộp xanh xanh này là cái gì hả Mỹ? Dạ, đây là hộp thử mùi ạ. À, nghĩa là đây là có 88 cái mùi khác nhau của các cái mùi vị của whisky để cho mình nắm rõ hơn đúng không? Em cho anh thử cái mùi óc chó ở số 75 thử xem nào. Dạ. Đây. Ừ, đúng. Đúng mùi hạt óc chó. Hôm nay nhờ có em mà anh giới thiệu được tới cho quý vị khán giả thêm nhiều những cái trải nghiệm hấp dẫn. Chỉ hơi đáng tiếc một cái là cứ phải vào Sài Gòn thì mới lại được tới Walker Whisky Boutique thôi. Giá như mà Hà Nội em cũng có một hai cái như này thì chắc anh sẽ ghé thăm thường xuyên hơn. À, dạ thật ra thì anh ơi, bên em có một trang web. Thì gì? Đây là trang web virtual của Walker Whisky Boutique. À, là ở đây là sẽ có những cái hình ảnh 360 độ đây đúng không? Dạ, đây sẽ là mặt tiền của cửa hàng em. Bây giờ mình đòi tiền trệt trước nha. Thì là đây giống như kiểu là đi tham quan trực tiếp mà không cần phải đến tại showroom đúng không? Dạ. Cái này hợp lý này, cái này đỡ phải đi lại tốn kém mỗi lần vào đi mua whisky lại mất thêm mấy chục triệu tiền vé máy bay. Mình có thể vô đây. Thì em ví dụ chẳng hạn như anh có thể chọn sản phẩm như thế này. Thì sẽ có giá tiền thông tin và yêu thích mình chọn. Rồi, hay quá. Thì khi anh liên hệ thì bên em sẽ giao hàng ngay trong 24 giờ luôn. Thế là vào trong này là sẽ có những cái thông tin chi tiết về tất cả các cái sản phẩm của em luôn. Ngoài ra thì khi anh chọn Tasting Table này sẽ có có clip luôn. Dạ, sẽ có những anh chuyên gia tư vấn chi tiết hơn về hương vị của cái rượu. Hay quá, gọi là uống rượu online. Dạ. Giống như là các bạn xem Nhà To hay có màn uống rượu online. Dạ. Sắp tới thì ở ngoài Hà Nội cũng sẽ có một Walker Whisky luôn. Thế à? Dạ, chuẩn bị khá chung rồi. Em có ra đấy làm không? Dạ, em tạm thời vẫn ở đây. Thế thôi anh lại bay vào Sài Gòn thôi. Sẽ ra ngoài đó. Rồi, thế rất là cảm ơn Mỹ. Cảm ơn Mỹ vì những trải nghiệm ngày hôm nay. Gửi anh hóa đơn à? Ok đây tổng hóa đơn rồi mà dài thế, xem cái tổng là 69.767.000. Đây là 8 cái chai mà anh lấy đây đúng không? Ok rồi, cảm ơn Mỹ. Hy vọng là tương lai thì sẽ lại tiếp tục được trải nghiệm Walker Whisky Boutique của bên em ở Hà Nội. Và không biết là quý vị và các bạn cảm thấy như thế nào về số ngày hôm nay đầu xuân năm mới, một cái sự trải nghiệm về rượu whisky rất là độc đáo với những bộ sưu tập, với những chai rượu cực kỳ thú vị và cảm Mỹ nữa. Rất hân hạnh được đón tiếp anh Đức hôm nay ạ. Cảm ơn em. Và các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe, nhấn theo dõi cũng như là chia sẻ kênh YouTube Nhà To để chúng ta sẽ ngày càng có thêm nhiều siêu phẩm hấp dẫn nữa trong năm mới 2022 này nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Xin chào.